Hà Về, xin kính mời quý phụ huynh hướng dẫn con em tham gia cuộc thi Ước mơ Việt kỳ 2 từ ngày 1 tháng 7 đến 1 tháng 9. Ước mơ Việt khuyến khích trẻ học tiếng Việt bằng những cách tự nhiên, không bài bản nhưng rất hữu hiệu, hát, nói và đọc truyện bằng những phương tiện phổ thông nhất, cell phone, computer, sách song ngữ. Vì vậy, cho dù ở đâu trên thế giới, các em cũng dự thi được. Hãy tham gia chương trình Ước mơ Việt để cùng nhau bảo tồn tiếng Việt trong sáng. Xin vào ước mơ việt.org để biết thêm chi tiết. Liên lạc ban tổ chức qua email ctuocmoviet@gmail.com hay 562 713 2353.